được hai con mà thả xuống rồi. Cậu không được. Đâu? Ủ sẵn nó quay xem. Cái nó gịch thấy ghê. Hả? Ui, rớt cái điện thoại kìa. Hả? Đâu cha? Gịch cái bằng rung. Ở đằng ngay đây nè. Đâu? Cái gịch vậy mà nó cái lúc nó ăn nó táp vô cái hình như nãy cái trà mới để xuống quất hai con lượt không đang đang gịch chứ đang gịch đang gịch gịch đấy dướng rồi đấu tài đi dài hồi nãy giờ được con nào hai con mà đều thả xuống trơn rồi hai con nhỏ mình muốn câu cá trê mà nó dính cá trà rồi quay nè quay đi chứ ủa kìa ôi da ta nhờ con ra đó trời ơi ta gịch từ sớm tới giờ mà mẹ mẹ sợ chưa ăn mà cá nhỏ xíu của ta con nhỏ ha con này nhỏ con, ra con này thả chứ sao ăn mà nhỏ xíu trời. Ủa, cái, được cá này làm như cá sông mà. Cái thằng ngon. Ừ, chứ không phải như cá kia, cá kia mà cá bù lùng luôn. Chứ giờ cỡ con cá hồi trước con tin nó câu á. Quá. Không có cá mà bữa hôm mà mua một số trước á. Con dính này nãy giờ rồi không có. Rồi tiếp đi. Lên ghê giờ ghê chưa. Tầm mày hồi quăng thêm dài nữa chứ. Thấy chú ba không? Nhiêu đây sổ đủ sở hụi. Thấy chú ba giỏi không? Giỏi gì mà giỏi. Hai câu không chú ba câu rồi cho giỏi hả? Ông chú ba à, ông đi ra chỗ khác mới thì mới câu được á. Ủa chứ không có ủa? Chứ có ông chú ba làm được gì xuống rồi trời xuống chạy cha từ từ đợi thấy câu được con nào nó không đừng lăn câu câu không xong hả tại vì biết sao cá nhỏ nó gịch qua gịch lại nó nhẹ quá thôi không hợp câu cá kia nó gịch chắc mình biết liền ha ủa cá bự này hết hả còn cá đấm luôn mà tại nó vậy nó chắc cá bự lặn sâu trời ơi cho ăn là nó lên 2 mét dữ lắm rồi mình cho thử em nè câu không câu cảm giác không câu này phải im lặng là câu phải cần câu phải nhẹ đừng nhúc nhích chừng tim nó ta nó hay nhúc nhích hồi nãy nó câu được 2 cái tra đó đi ấy ấy đi tại đây đây sao lên tổ tài chúng ta giờ nha này nha chuẩn bị rau á chuẩn bị này nha con ủa có cần thả mồi không nè 3 giây sau là sẽ thấy một con đi. Cá bự nè đây miệng chài giới thiệu chứ em lại lại cầu tiêu lấy cái bịch rau chứ em chài theo cho ăn cho nó dễ chài dung chài rồi đâu, sao sao nè. Chưa phải để chài sao đây nè giải xích ra ngoài chứ ngay đây cái tàu nó dừa đó rồi đây tên chỉ cho cách học chài đâu đừng đi chài chuyên nghiệp nè đó tay phải để vô đây nghe không đó đang giữ lại cái chài kéo là nè lỡ mà có bị gớt đây là chài. Truyền nghề á con ông nội truyền cho cha sao bây giờ cha truyền cho con rồi rồi thôi thu lại thu dây lại thu dây lại gì vậy như là bỏ cho chó đẹp cho mà chết chài bên đây bên đeo được một cổ tay á rồi con vợ nó có dám lên ăn không thu thu rồi mới tấm chài lên nè rồi nó nghe động nó cũng sợ luôn rồi chưa 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 con phải để chài lên vai nữa dính cá bự luôn á đó để tè lên vai nè nha giặt ra nó nhát luôn rồi cá ăn không chuẩn bị cá ăn không hết luôn à ôi sao nó xích qua tên giờ thử coi lâu quá không em nhìn chài anh đừng có nói anh quăng tới em luôn nha anh nguy hiểm quá rồi xích ra xa xa cho nó chạy tiên xích qua đây cho quăng chài tiên
Con đi ra ông nội đi. Coi là coi là. Rồi. Đây. Để chìm chứ. Rồi, có lồng dây, có lồng dây. Rồi rồi. Có lồng dây, có lồng dây. Kéo kéo biết đâu lên cá bự cỡ xì tin câu bữa. Ngắm sâu vậy. Rồi. Lên. Rồi có thấy con nào lồng chạm gì đâu. Ủa. Nghe được giật cục đất. Có kìa con thấy có giải không là biết à. Trời ơi một chài luôn. Rồi dính một chài luôn. Đâu. Trời có gì không? Mẹ hoài. Nè. Đeo vô cổ tay. Đây nè mấy thiệt. Đây sư phụ. Cái mình cho cũng dây dài vậy nè. Cái mình nắm ở đây vậy nè. Sư phụ ra tay. Nắm vô cái nữa. Cho cũng dây dài cái mình nắm ở đây nè. Nắm cao, nắm dư quá. Dạ chưa tới. Rồi con xích ra đi ông nội quăng nè. Dạ đi. Thì đó. Nè con ông nội quăng ra đi con ông nội quăng. Trời đất ơi con cá của anh nè. Trời ơi. Cha nè. Ông nội. Đã giờ không vũ cha. Vậy cái mình chữa. Rồi. Cha nãy cha không nhúng chạy. Nãy cha phải nhúng cho sạch xíu. Cái đó đây. Dướng cây không cha? Ở dướng cha. Lại đây. Ở ngay chỗ này ục mà không qua đây chài. Trời ơi, rải chài chuyên nghiệp có khác nha. Thấy khó mà vẫn vô được. Hồi nãy nó lỗ thành cái cây rồi, giờ nó lỗ. Tại nãy thấy chỗ này chật quá cha rồi. Nước sâu quá, coi bực lắm. Sao nó xuống sâu luôn. Hình như của cha có động hay sao? Trời ơi, cha cá bự hơn nữa. Anh cầu quá. Đây nè. Rồi dạ. Nước sâu quá khó bắt lắm. Qua kia đi chơi. Bên kia đi cha. Bên đây nó đâu có ụt đâu. Ủa mẹ. Hả? Cái con cho con quăng. Cái con quăng. Cái chài đó còn nặng hơn con nữa. Mẹ mà con chưa qua không dám quăng nè. Chút nữa ông nội cho con quăng. Từ từ ông nội quăng cái đã. Bên kia rồi ụt hơn cha không quăng. Thật thù quá. Tại đây bạn không nè. Ủa. Ê dính kìa. Ủa con cá sặc bự quá. Rồi. Mày lọt ra luôn rồi. Ủa sao cái lưới kìa vậy. Ông kêu nhanh quá. À đây con kéo cái. Đi qua kia đi anh, qua chỗ mẹ đi. Ở đây. Kéo cái bào dừa lên cho nó chạy cái đi. Con chạy đổ tài nè. Nước ca sâu quá. Nước sâu nước không có cá. Cái nó... hồ rộng mà cá thì ít. Giải ngay chỗ mẹ. Anh đừng nói là anh bay nha. Đẹp nè. Vừa giải. Ê ê bay bay. Chưa chừng nào nó giải kìa. Rồi. Chưa.
Rồi đó. Quăng xích ở đây nè. Tin xích ra con. Tin xích ra. Cha phải lấy thế. Trời. Quỷ gì hồi xưa nó chài trồng trồng vô quá. Ờ, con nay cũng chài nó. Nó bỏ đâu quá nó quên. Này bắt đầu xuống tay nghề rồi. Bắt cái tượng đi chứ giờ bắt cá này khó lắm. Cho Tin kéo đi. À kéo lên Tin. Kéo chùm té Dũng lên. Kéo lên, kéo lên. Té Dũng chúng ta. Con anh phải chỉ con kéo làm sao chứ. Rồi dướng tàu dừa luôn rồi. Rồi. Rồi, rồi xong luôn nó ụt lên rồi kìa. Hay dính cá thiệt anh. Tàu dừa. Cái kiểu đó khó dính lắm. Nước quá trời sâu, khó bắt lắm. Có không? Nãy anh quăng nó không tròn mà. Anh làm cho nó tròn ra nó mới phủ được. Ok, chào hẹn gặp lại mọi người video sau. Nhớ like đăng ký kênh ủng hộ Chí Si Tin Dừa và Si Tin. Bye bye.